Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay giao lưu quý vị số mà mai đế quái nha quý vị. Đó. Đế đẹp nha quý vị. Đây lô. 2400 350. Rồi địa chỉ mình ở qua Thới Sau Định Quyền Dừa Âu tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại 0339327187 nha quý vị. Hình thức bao ship toàn quốc nha quý vị. Đó quý vị ơi. Thì còn mấy ngày nữa là bố cục nó nghỉ rồi quý vị ơi. Đó, quý vị thủ chốt đơn nha quý vị. Rồi, không mất thời gian của anh em, mình vô cặp số 1 anh em ơi. Chiều cao là 38. Rồi, chiều cao 38. Chiều cao 37. Cái, một cây dáng bài với một cây dáng sư phụ. Quanh 10. Quanh 10 quý vị ơi. Quanh 10 mọp. Đó. Cụ nở đế đẹp nha quý vị. Đó, trong quá trình quay có điều chia sót quý vị vui lòng bỏ qua nha quý vị. Rồi cặp số 1 giao lưu nhiêu cơ? Cặp số 1 này em giao lưu giá 450. Rồi giá 450 cặp số 1 quý vị ơi. Rồi chuyển cặp. Số 2. Rồi cặp số 2. Đây. Đế đẹp phụ nở quý vị ơi. Chiều cao là 38. Chiều cao 38. Chiều cao 32. Quanh là 10. 10 quý vị. Đâu ngay trí đó nha quý vị. Cây rất khỏe nha quý vị. Quanh 10 mọp. Đó. Đế đẹp phụ nở quý vị ơi. Đó. Rồi giá giao lưu nhiêu cơ? Cặp số 2 này em giao lưu giá 400. Rồi giá 400 cặp số 2 gì ơi? Bao ship toàn quốc. Chuyển cây. Cặp số 3. Đây, hai cây mập thời nữ luôn. Bao rẻ. Chiều cao là 33. Chiều cao 33. Chiều cao 30. Đó, cây này thời nữ luôn vậy. Cây này trái hàng chắc. Quanh là 19, có hơn. Có hơn. Cây này cái kia là giống lên xù. Quanh là 13. Quanh 13. Đó quý vị, cái này nè quý vị. Đã lên cục xù thời nữ đây nha. Cặp này bao rẻ. Rồi chuyển cây. Chưa, có giá mà. Ủa, có giá. Số 3 này giao luôn giá 350. Rồi, giá 350 cái gì ơi? Chuyển cây. Lô số 4. Đây, cặp số 4 cái gì ơi? Cây mập bự nha. Đế đẹp luôn. Chiều cao là 39. Chiều cao 39. Chiều cao 30. Đó cái gì? Quanh 18. Quanh khá lớn nha cái gì? Bán giá hữu nghị luôn. Quanh 13. 13. Đó, cái gì coi bộ đế nha. Giá giao luôn nhiêu cưng? Mã số 4 em giao lưu giá 450. 450 hay cái gì à? Được cặp mai chà bá lửa luôn. Rồi chuyển cây. Cặp số 5. Đây số 5 cái gì à? Chiều cao là 40. Chiều cao 40. Chiều cao 39. Để đẹp nha quý vị. Cái này xù da me. Quanh 15 có hơn gần 16 luôn. Đó. Gần 16 luôn cái gì à? Quanh 14. Đó, 14 có hơn ngang 15 luôn nha quý vị, tính 14 thôi. Đây quý vị, cây này xù da me nha quý vị, cây rất khỏe nha. Nó đâm chồi nè quý vị, thấy nó đâm chồi nha quý vị. Không cây không bệnh hoạn gì hết nha. Đó, bán giá hữu nghị luôn quý vị ơi. Cặp số 4, ủa cặp số 5 này em giao luôn giá 400. Giá 400, đế đẹp luôn quý vị ơi. Đó, chuyển cây. Cặp số 6. Số 6 cái gì ơi? Con cây xù da me dáng. Chiều cao là 34. Siêu phong. Chiều cao 30. Quanh là 17. Đó, 17 nha quý vị, cây khá lớn nha. Cây xù da me đó quý vị. Quanh đây là 17 luôn. Đó. Cặp này đế đẹp nha quý vị, để nôm xuống nha. Đây quý vị, xù da me nha quý vị. Đó, quý vị coi cây nha. Đó, nó như xù cám gì vậy. Giá luôn như cái. Cặp số 6 em giao lưu giá 500. Rồi, giá 500. Đế đẹp nha quý vị. 500 ngàn ha quý vị, coi hai cây mai chập bá lửa rồi, chuyển cây. Cặp số 7. Số 7 quý vị ơi. Đó. Chiều cao là 31. Cao 31. Chiều cao 33. Cái này lên xù nha quý vị. Quanh 17. 17 quý vị ơi. Cái này quanh 18. Đó, quanh 18 nha quý vị. Đế đẹp, củ nở luôn quý vị. Đó. Cây rất già nha quý vị. Quý vị thôi coi cái đường thân nó nha. Rất già cây. Rồi, giá giao lưu như cưng. Số 7 em giao lưu giá 550. Rồi, giá 550 quý vị. Bao ship toàn quốc. Cặp số 8. Đây, số 8 quý vị. Chiều cao là 29. Cao là 40. Đó. Quanh là 15. 15 quý vị. Cây này lên xù nha quý vị. Quanh cây này là 13. 13. Đây quý vị, cái cây đang lên xù nha. Đó quý vị coi nha quý vị. Xù đế nôm nha. Đó, có cây này xù da me nha quý vị. Cây bao khỏe nha. Xù da me nha quý vị. Cây này xù với đế. Giá hữu nghị quý vị. Giá luôn nhiêu cưng? Cặp số 8 em giao lưu giá 400. Rồi, giá 400 cái gì ạ? Chuyển cây. Cặp số 9. Đây. Cái này cái xù nha luôn lực. Bán giá hữu nghị luôn. Chiều cao 21. Cao 21. Chiều cao 22. Cái kia dáng thú. Đó quý vị,
lên xu nha quý vị. Mình ngay đây là 18. 18 nha quý vị, có hơn. 19 luôn á. À. Còn quanh ngay đây là 11. 11 quý vị, cái này dán thú nha. Đó. Cái này lên xù nha quý vị, ngay chiến này mình xử lý keo rồi. Đó, đang lên xù nữa quý vị, lùng lực nha. Để đẹp luôn. Giá Zalo nhiêu cân? Cặp số 9 em Zalo giá 500. Rồi, giá 500, đừng cặp mà xù với cái thú luôn quý vị. Chuyển cây. Cặp số 10. Cái lẻ. Ủa, cái lẻ. Cái lẻ quý vị, cái này lên xù nha quý vị. Có cục xù cho bá lửa này. Cao là 25. Cao 25. Quanh ngay đây là 13. 13 quý vị ơi. Nè quý vị thấy cây cục xù cho bá lửa đây nha. Đó. Để đẹp luôn quý vị. Để nôm xuống nha. Giá Zalo nhiêu cân? Mã số 1 nè em Zalo giá 300. Rồi, giá 300 quý vị. Mã số 2. Đây cây quái thú nha. Đó quý vị nhìn cái cây nha quý vị, quái thú. Chiều cao là 42. Chiều cao 42. Quanh là 11. Quanh 11 quý vị ơi. Đó, để đẹp nha quý vị. Đó. Để nôm đẹp, dáng thú. Để giá Zalo nhiêu cân? Mã số 2 nè em Zalo giá 450. Giá 450 quý vị ơi. Đó. Mã số 3. Số 3. Đây, cây là quái nữa quý vị. Chiều dài là 26. Chiều dài 26, chiều 3 nha quý vị. Đó. Quanh là 13. 13. Cây này đẹp nha quý vị. Đó, nó y như con gì nha quý vị. Rồi, giá Zalo nhiêu cân? Mã số 3 nè em Zalo giá 450. Giá 450 quý vị. Chuyển cây. Mã số 4. Đây. Cây để nộp. Chiều cao là 20, ủa chiều cao là 31. 31. Nhỏ mà đẹp nha quý vị. Quanh là 10. 10. Đó, quý vị thấy cây đế nó gom lại nha quý vị. Giá Zalo nhiêu cân? Mã số 4 em Zalo giá 250. Rồi, giá 250 mà số 4 quý vị ơi. Mã số 5. Cái này đẹp nha quý vị. Chiều cao là 39. Cao 39. Quanh là 10. Quanh 10 ngày kim, nhưng mà đế rất đẹp. Đó quý vị coi bộ đế đó nha. Cây này quái cây, giá Zalo nhiêu cân? Mã số 5 em Zalo 350. Rồi, giá 350 mã số 5 anh chị ơi. Rồi, chuyển cây. Mã số 6. Đây, nói chung cây nào cũng đẹp quý vị. Chiều dài là 42. Chiều dài 42. Quanh là 14 có hơn. Đó quý vị coi cây này đế nó gom lại nha. Đó, để quá khứ luôn. Rồi giá Zalo nhiêu cân? Mã số 6 em Zalo giá 450. Giá 450 bây giờ. Quý bỏ 450 ra sở hữu cây rất đẹp nha quý vị. Chuyển cây. Mã số 7. Đây cây này quái nha. Chiều dài là 34. Chiều dài 34. Quanh là 12. 12 ngày kim. Đó quý vị. Quái cây nha quý vị. Đế quái. Thân cũng quái luôn. Rồi giá Zalo nhiêu cân? Mã số 7 em Zalo giá 400. Giá 400 hả quý vị? Bao ship toàn quốc. Chuyển cây. Mã số 8. Mã số 8 nha quý vị. Chiều cao là 31. Chiều cao 31. Quanh là 11. 11 quý vị. Cái này đấy có nó cũng quái nữa quý vị. Đó, để nồm quái nha. Rồi giá Zalo nhiêu cân? Số 8 em Zalo giá 300. Rồi giá 300 quý vị. Chuyển cây. Số 9. Đây, 9 cây khỏe nha quý vị. Chiều cao là 50. Trời bắn ra nha quý vị. Chiều cao 50. Quanh là 15 có hơn. 15 có hơn, củ nở nha quý vị. Củ chập ba lỡ luôn. Củ là 23. Đó, quý vị thấy củ nha. Để đẹp, củ nở nè. Đó, giá trực lắc rất đẹp quý vị ơi. Giá nhiêu cân? Mã số 9 em Zalo giá 650. 650 quý vị ơi. Mình bỏ ra 650 sở hữu được cây mai đẹp nha quý vị. Rồi, chuyển cây. Số 10 là cây cuối clip. Còn cây. 11 cây nha quý vị. Trên kia, trên kia cơ. Trên kia. Ừ. Chiều cao là 63. Chiều cao 63, cây này đế nôm nha quý vị. Quanh là 15. 15 nha quý vị. Đế nôm, cân đo chiều sổ nôm coi. Đế nôm, đế lực nha quý vị. Chiều sổ nôm là 26. Qua trời nôm quý vị. Đây, rất đẹp. Đó. Để đâu quý vị. Đế lực nha quý vị. Thân lắc 3D luôn. Giá Zalo nhiêu cân? Ở số 10 nè em Zalo giá 600. Rồi giá 600, giá hữu nghị quý vị. Chuyển cây. Mã 11. Đây 11 cuối clip, cây này đế đẹp nha quý vị. Nôm. Chiều cao là 45. Chiều cao 45. Hoành là 13. 13 hoành quý vị. Đó. Để nôm rất đẹp nha quý vị. Số nôm coi nhiêu cân? Số nôm là 17. Số nôm 17 quý vị. Cây này quái nha. Rồi, mã 11 Zalo nhiêu cân? 11 nè em Zalo giá 500. Rồi 11 Zalo 500 cái gì ơi? Rồi, ngày mới chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nha, thành công trong công việc. Quý vị có nhu cầu mua vàng liên hệ số điện thoại Tùng nguyên phần tiêu đề nha quý vị. Quý vị chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bè cùng xem. Rồi quý vị cũng mua mấy vàng hay liên hệ số điện thoại Tùng 0339328187 nha quý vị. Rồi chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.